Chào các bạn, mình là Trứng Đèn của IELTS Face Off. Và mình muốn nói chuyện với bạn một chút về cái tầm quan trọng của việc học từ vựng. Bởi vì đối với mình thực sự nghĩ là trong một quá trình học tiếng Anh ấy, thì sẽ đến một cái lúc nào đấy mà cái việc học tiếng Anh của bạn nó chỉ xoay quanh việc học từ vựng thôi. Phát âm chúng ta có thể học trong một thời gian rất là ngắn, ngữ pháp thì nó không quá tốn, kiểu như là hàng ngày mình học ngữ pháp được, đúng không? Thế đến một lúc nào đấy mình master hết tất cả những quy tắc, và tất cả những gì chúng ta còn lại đó là học từ vựng, học những cái expression, những cái cách dùng từ hay, được không? Để chúng ta thể hiện cái con người bản thân thật là tốt. Và nếu mà bạn nào mà đã đam mê về việc học từ vựng thì hoặc là đã bắt đầu có những cái việc học từ vựng cho riêng bản thân mình, các bạn đều sẽ biết là một trong những rào cản lớn nhất đó là chúng ta không nhớ được, không có quá nhiều từ phải học. Thì mình thấy có một cái công cụ mà có thể khiến các bạn học từ nhanh hơn, đó là các bạn học qua cái phát âm. Bởi vì khi mà chúng ta ghi nhớ một thứ bằng một cái soundbite, bằng một cái âm thanh ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với chúng ta ghi những cái trang giấy. Đặc biệt là nếu các bạn ghi trên trang giấy một cột tiếng Anh, một cột những tiếng Việt, sẽ rất là khó nhớ, đúng không? Thay vào đó mình bao giờ cũng tìm những cái hình thức học mà nó thực sự là nó thành hình, thành âm thanh, đó, học cái cách phát âm của nó, đúng không? Bên cạnh những việc học nghĩa, học cách dùng của nó. Đó, thì để mà học được phát âm của một từ thì tất nhiên là chúng ta phải lên tra từ điển các kiểu, rất là tốn thời gian. Nhưng mà một trong những ứng dụng mà mình đã dùng trong thời gian qua mình rất là thích, mình dùng từ lâu lắm rồi không phải thời gian qua, đó là ứng dụng Elsa Speak. Bạn nào mà học tiếng Anh, học IELTS lâu, các bạn cũng đã biết cái ứng dụng Elsa Speak rồi, đúng không? Đây là một cái ứng dụng kiểm tra về phát âm và giúp rèn luyện phát âm rất là tốt. Bên cạnh đó thì nó có thể gài thêm vào những cái mục về nghề nghĩa nữa, thì chứ không phải là tất cả mọi thứ mà chúng ta luyện chỉ là về phát âm. Đó, thì để khuyến khích mọi người học phát âm tốt hơn thì Elsa Speak cũng như là IELTS Face Off đã phối hợp để tổ chức một cuộc thi giúp là các bạn có thể động viên các bạn là hãy phát âm tốt hơn. Đó, thì cuộc thi này các bạn có thể tìm hiểu trên app của Elsa Speak, trên phần mềm, trên hệ điều hành Android. Đó, thì những bạn nào mà dùng điện thoại Android các bạn có thể tham gia vào cuộc thi này luôn. Còn những bạn nào mà dùng điện thoại Apple thì các bạn chỉ có thể tham gia được khi bạn mua điện thoại Android, hoặc là cho tới khi mà cuộc thi extend ra các cái hệ điều hành iOS. Thì trên cái cuộc thi này các bạn có thể ấn vào cái phần phần cúp, có một cái cúp bên phần màn hình bên tay phải. Các bạn ấn vào thì các bạn sẽ thấy là cái cuộc thi này và cái giải thưởng rất là khủng. Các bạn chắc chắn là không nhìn được cái giải thưởng là gì rồi, nhưng các bạn có thể nhìn thấy một dòng ở đây, nó là giải thưởng khủng, đúng không? Giải thưởng nó khủng thật các bạn ạ. Các bạn có thể về nhà các bạn ấn vào đây để tìm hiểu thêm. Đó, nhưng mình nghĩ được cái giải thưởng to nhất đó là một cái cơ hội được ghi hình show Tết của IELTS Face Off. Đó, các bạn cứ tưởng tượng như là được đi ghi hình táo quân đó, mà năm nay lại không có táo quân, cho nên show quan trọng nhất của Tết đó chính là IELTS Face Off táo quân. Đó, IELTS Face Off Tết. Đó, cho nên là cái giải thưởng này nó cực kỳ là hiếm mà không phải ai được mời đến trường quay, cho nên các bạn nên tham gia cuộc thi này. Để tham gia cuộc thi rất đơn giản, mình có chọn ra 20 từ liên quan đến chủ đề năm mới. Mình nghĩ là không phải ai cũng phát âm được đúng 20 từ này, có từ khó có từ dễ. Nhưng nếu các bạn nghĩ là mình là một master về pronunciation, hãy tham gia cuộc thi. Đó, hoặc là nếu các bạn muốn thử sức, các bạn cũng nên tham gia cuộc thi, đúng không? Để chúng ta xem những cái từ vựng, mở rộng vốn từ vựng về chủ đề năm mới cũng như là luyện phát âm. Ok, và nếu bạn là những cái thí sinh xuất sắc phát âm tốt, các bạn sẽ nhận được những cái phần quà như mình nói. Và nếu các bạn phát âm khủng nhất Vịnh Bắc Bộ, các bạn sẽ nhận được một vé đi xem show Tết, được ghi hình show Tết của IELTS Face Off, được gặp những cái nhân vật cực kỳ là thú vị, đúng không? Mà trước đây có thể là nếu các bạn không đến được các cái event của IELTS Face Off thì đây là một cơ hội rất là tốt. Đó, thì rất là động viên các bạn tham gia cuộc thi này. Ok, mình sẽ hẹn gặp các bạn ở trường quay nhé.